Xin chào các bạn. Hôm trước Tết thì Tini có nhận một gói quà của Haitarit. Thì Haitarit là một trang web chuyên bán mỹ phẩm Hàn Quốc ship trực tiếp về Việt Nam luôn á các bạn. Và khi mà Tini lên đây để tham khảo cái quà mình được nhận á, thì Tini thấy là trang web này chuyên bán những cái mặt hàng mỹ phẩm nhưng mà là nội địa của Hàn Quốc là nhiều á. Tini thấy những cái hãng thông dụng giống như là Esmore hay là Basia này kia á, thì Tini không có thấy bán ở trên đây. Đa số những cái sản phẩm bán trên đây đều là hàng nội địa của Hàn Quốc á nha. Và mình đã chọn ra được hai món quà mình thích, đó chính là hai bé này nè các bạn. Em này là BB nha, còn em này là một dạng giống như là toner vậy đó, nhưng mà nó dạng cotton và cái viên ngộ lắm. Nói chung là cái công dụng của em nó là trị mụn đầu đen á. Rồi, và khi mà mình đã chọn được hai cái sản phẩm này thì Haitarit tặng thêm cho mình một cái bé này nữa. Cái bé này thì công dụng khá là hay á nha, để dành mà mình che khuyết điểm dùng mỏng mắt nè các bạn, khi mà mình dùng thì mình thấy khá là ok á. Nói chung á là sau khi mà mình dùng ba cái sản phẩm này rồi thì mình mới quyết định là mình sẽ review ba em này đến cho các bạn. Thật ra ngay ban đầu khi mà Haitarit tặng cho mình đó thì trang web họ không có kêu mình là phải review thế này thế nọ, nói chung là chỉ tặng cho mình dùng thử, thấy thích á thì mình phản hồi lại cho họ thôi. Ngoài ra thì họ không yêu cầu mình phải review khen hay là chê hoặc là như thế nào hết đó. Nhưng mà khi mà mình dùng ba cái sản phẩm này rồi thì mình thấy ba cái em này có công dụng khá là tốt, mình quyết định review để mà chia sẻ ba em này đến với các bạn á. Bây giờ mình sẽ review từng sản phẩm nha các bạn. Và sản phẩm đầu tiên mình muốn review đó chính là bé này. Bé này có tên là Pocket Bond Cushion. Thì khi mà mình nghe cái chữ cushion đó thì mình cứ nghĩ đem này là nền không à. Nhưng mà khi mà nghiên cứu kỹ á, thì bé này thật ra là một dạng treo khuyết điểm cho bọng mắt á các bạn. Đó, nếu như mà bạn nào có quầng thâm mắt nè với lại cái bọng mắt mình hơi bị to thì các bạn dùng lớp này, dùng em này một lớp trước, sau đó rồi mình đánh nền lên. Thì đối với cái bọng mắt của Tini á, Tini là người không phải là có bọng mắt quá nhiều, nhưng nói chung là vẫn có. Cái phía dưới mắt mình nè nó hơi bị kiểu như hơi bị xanh xanh đó các bạn. Đó, nếu như mà thông thường mình đánh gel, mình đánh nền xong rồi mình dùng một chút xíu gel khuyết điểm thì em này cái bọng mắt của mình nó sẽ mất ngay, nó không có còn nữa. Nói chung cũng dễ, thuộc dạng dễ che á. Nhưng mà khi mà mình dùng cái sản phẩm này á thì mình thấy hay một chỗ á. Cái sản phẩm này nè, cái chất của cái kết cấu của nó các bạn lỏng le như nước vậy á. Nè, đó mình thò ra. Các bạn cảm giác là nó giống như là một dạng highlight dạng lỏng á ha. Đó, nó vẫn có cái màu hơi hồng hồng nè. Đó, và nó kể cả nó có ánh nhũ luôn nha. Mới dùng mình tưởng ồ cái này highlight chứ đâu phải che khuyết điểm đâu. Nhưng mà khi mà mình che vào cái chỗ mà hơi xanh xanh đen đen của cái bọng mắt mình á thì cái màu hồng này nè, nó tiệp với cái màu xanh đó, nó làm cho cái mắt của mình á nó không còn màu nữa. Nói chung là mình nghĩ đây có thể là cái sự kết hợp giữa hai cái màu với nhau á. Thì thông thường ở trên thị trường ngày nay thì mình thấy là có rất là nhiều người dùng son để mà che cái khuyết điểm, sau đó mình đánh nền lên. Đó, thì mình thấy rất là nhiều những cái make up ad á thì người ta hay dùng cái cách đó để mà che cái bọng mắt. Thì cái sản phẩm này nó cũng có cái công dụng tương tự như vậy đó các bạn. Nó là một cái lớp mỏng, mỏng như nước luôn. Khi mà lên cái quầng thâm ở trên mắt của mình đó thì nó làm cho cái quầng thâm mình quay trở lại cái màu da, nó không còn là màu xanh xanh đen đen nữa, hay ghê luôn á. Và khi mà mình đánh thêm cái lớp nền lên nữa thì cái bọng mắt của mình là gần như là hoàn hảo luôn đó, không có cần phải dùng thêm che khuyết điểm đó. Cái hay ở đây là cái này nó mỏng nè, cái sản phẩm này nó rất rất là mỏng, và khi mà mình đánh nền lên nữa thì tạo cho mình cái cảm giác là cái da của cái vùng mắt của mình nè rất là mỏng luôn. Mà các bạn biết sao không, khi mà cái da ở cái vùng mắt của mình mỏng như vậy á, khi mà mình cười hoặc là bạn nào mà có vết nhăn ở trên mắt đó sẽ không sợ bị lộ khi mà trang điểm, rất là hay á. Các bạn để ý nha, thông thường nếu như mà bạn nào có nhiều vết nhăn ở trên da mắt nè, khi mà mình trang điểm á, cái mình bắt buộc mình phải che khuyết điểm để mình mới mất đi cái vết nhăn đó được. Đó, nếu như mà mình không che thì mắt mình lộ ra rất là nhiều khuyết điểm rất là xấu. Đó, mà mình che khuyết điểm càng nhiều thì cái nền ngay chỗ này càng dày, và khi mà mình nói chuyện hay mình cười á thì cái vết nhăn nó sẽ bị rãnh, bị giống như là có một cái rãnh ngang vậy, các bạn càng lộ rõ hơn nữa. Đó là khuyết điểm của những người mà có đôi mắt có nhiều vết nhăn quá. Và tôi nghĩ nếu như mà bạn nào có nhiều vết nhăn ở trên mắt á, các bạn hãy dùng thử cái sản phẩm này đi, bởi vì cái sản phẩm này nó sẽ không làm mất cái vết nhăn của bạn, nhưng mà nó sẽ giúp cho khi mà bạn trang điểm á, bạn cười á thì cái vết nhăn của bạn sẽ không bị lộ rõ và không có cái vết hằn, không bị nứt nền ở trên cái bọng mắt này nè. Tini rất là thích cái sản phẩm này là như vậy á. Sản phẩm tiếp theo cũng là sản phẩm mà Tini yêu thích nhất, đó chính là bé này đây. Em này có tên là Cotton Candy Bond. Thì cái em này lúc nãy mình có nói các bạn, nó giống như là skin care để mà dưỡng da, nhưng mà mình lại cảm thấy nó giống như là trị bệnh cho da á. Tại vì bên trong nó là như thế này nè các bạn. Đó,
từng viên nhỏ như vậy. Và các bạn biết không, lần đầu tiên mà khi Tini mở cái lớp bạc giấy bạc này ra là có một mùi cồn rất là nồng sọc vào mũi Tini luôn, và Tini nghĩ ôi chết rồi, cái sản phẩm này chắc là cồn không rồi. Nhưng mà đến lần thứ hai, lần thứ ba khi mà mình mở lại cái sản phẩm này ra, mình dùng 2-3 lần rồi đó, thì ở trong cái hộp này không còn mùi cồn nữa, mà cái mùi nó còn lại đó chính là mùi giống như mùi vitamin C nè, và một chút xíu mùi của dược phẩm, và đương nhiên là cũng có hương thơm của mỹ phẩm nữa. Nói chung là ba cái mùi nó trộn lại với nhau cũng khá là dễ chịu quá các bạn. Mùi nó cũng thoang thoảng thôi à. Nó, khi mình dùng thì chắc chắn mình sẽ ngửi được mùi, nhưng mà cái mùi nó thoang thoảng thôi. Và khi mà mình thoa hết lên trên mũi của mình xong á, thì cái này nó cũng bay hết mùi luôn, nó không có còn mùi nồng nữa. Cái bé này có công dụng rất là tốt trên da của Tini luôn nha các bạn. Mình dùng á, một tuần lễ đầu tiên thì mình dùng sáng chiều, sáng dưỡng da buổi sáng thì mình dùng em này, chiều dưỡng da buổi chiều thì mình dùng em này. Qua tới tuần lễ thứ hai thì mình chỉ dùng buổi chiều thôi, bởi vì cái da mình đã bắt đầu có cái hiệu quả rất là tốt rồi. Mình không cần phải dùng liên tục nữa, mình bắt đầu dùng ít ít lại các bạn. Và tới bây giờ, hiện tại bây giờ thì tầm khoảng 1 đến 2 ngày mình mới dùng em này một lần, thì mình thấy cái công dụng rất là tốt trên da của mình luôn các bạn ơi. Mình rất là thích cái sản phẩm này. Đó, thì cái cách dùng rất là đơn giản. Các bạn sau khi mà rửa sữa mặt xong nè, rồi các bạn thoa nước hoa hồng xong, thì các bạn dùng em này chà đều lên trên hai cánh mũi. Nói chung là mình sẽ chà đều hết cánh mũi, là nói chung vùng nào mà mình dễ bị nổi mụn đầu đen á, hoặc là các bạn chà hai bên má luôn, hai bên má mà có lỗ chân lông to đó thì Tini chà qua hai bên má luôn. Cái sản phẩm này nó chứa rất là nhiều ở trong đây đó, các bạn thấy là mình nhỏ nước ra được luôn nè, cho nên các bạn cứ thoa thoải mái, nó sẽ không có hết đâu. Một viên là các bạn có thể thoa được hết toàn gương mặt luôn á. Đó, thì đối với Tini thì vùng mũi và vùng hai bên má mình nó thì dễ bị mỏi mụn đầu đen nhất, cho nên là mình dùng chỉ hai bên đây thôi đó, mũi và hai bên đây thôi. Trong lúc mình dùng cái sản phẩm này để trị mụn đầu đen á các bạn, thì mình có kết hợp chung với máy rửa mặt Pepolisa, thì mình thấy hai cái sản phẩm này khi mà kết hợp với nhau thì quá tuyệt vời luôn, trị mụn đầu đen rất là tốt. Đó, thì mình dùng cái em này tầm khoảng từ 10 đến 15 ngày thì mình thấy cái hiệu quả rõ rệt ở trên da mình, và hiện tại cái mũi mình là hoàn toàn hết sạch mụn đầu đen luôn á. Và nếu như mà bạn nào muốn nghiên cứu kỹ hơn về em này, muốn biết chi tiết hơn về cái bé này, cách dùng cũng như là cái hiệu quả ở trên da của Tini, thì các bạn nhớ theo dõi video sau nha. Mình sẽ làm một cái video review riêng bé này, bởi vì bé này có công dụng rất là hay, Tini muốn chia sẻ riêng nó đến với các bạn á. Và sản phẩm cuối cùng của bộ ba ngày hôm nay đó chính là kem nền. Không phải kem nền mà là BB. Em này có tên là Cotton Candy Ink. Thì cái sản phẩm này mới nhìn, mình nhìn giống như cái gì các bạn không? Nhìn giống như cái chai cồn, chai oxy già á. Đó, thì cái thiết kế nó hơi kiểu hơi lạ mắt. Rồi, khi mà mình mở ra bên trong thì như vậy nè các bạn. Em này có một yếu điểm đó chính là cái chỗ cái vòi xịt sản phẩm ra nè. Khi mà cái vòi này mà mình chỉ cần vận chuyển đi tới đi lui, mình bỏ trong túi xách, mình lắc lắc, hoặc là mình nói chung ở những cái nơi nào mà không phải là cố định đó, thì lắc tới lắc lui á, thì cái sản phẩm này nó rất là dễ chảy ra ngoài nắp này, nó rất là dơ. Đó, Tini không có thích cái điều này đó. Ý là mình dùng chỉ có 3-4 lần thôi mà nó đã như vậy rồi nè các bạn. Đó, cái sản phẩm này mình dùng khá là ít, cho nên là cái cảm nhận ngày hôm nay mình chia sẻ đến các bạn nó gần như là cái cảm nhận lần đầu tiên dùng sản phẩm vậy ở nhà. Cái sản phẩm này nè, hai cái sản phẩm kia thì mình dùng rất là nhiều, riêng cái em này mình chỉ dùng mới có 4-5 lần thôi hả. Mình sẽ nói về mùi trước tiên. Mùi của cái bé này nó cũng giống hệt như mùi của cái bé này luôn nè các bạn. Cái cảm giác như là nó có cái mùi vitamin C ở trong cái sản phẩm vậy á, nghe khá là dễ chịu. Nói chung là Tini thích mùi cam với lại mùi vitamin C, cho nên là cái mùi này làm cho Tini thấy cảm thấy rất là thoải mái. Và cái chất của sản phẩm thì lỏng như nước nha các bạn. Đây. Đó. Lỏng như nước luôn. Và khi mà mình nhỏ cái sản phẩm này ra tay nè các bạn, thì mình có cái cảm giác cái em này làm gợi nhớ đến em kem nền của MAC mà mình đã từng dùng. MAC cũng có một cái chai kem nền tương tự như vậy luôn, cũng cái dạng hũ y chang như vậy luôn nè các bạn. Đó, thì lúc đó mình dùng của MAC thì mình không thấy thích lắm, bởi vì cái chất của em nó hơi bị kiểu như lỏng nhưng mà lại hơi bị lộ ở trên da của mình, cho nên là mình không thích sản phẩm đó của MAC cho lắm. Đó, cho nên là mình đã tặng cho người thân của mình rồi, mình không có còn cái sản phẩm ở đây để mà khoe với các bạn được là vậy á. Nhưng mà cái sản phẩm này á thì nhìn mới nhìn thì giống của MAC, nhưng mà mình cảm giác cái chất á thì mình ở trên da của mình có cái công dụng ở trên da của mình thấy thích hơn so với MAC. Là bởi vì cái chất này nó cũng rất là lỏng luôn các bạn, lỏng như nước vậy á. Nhưng mà khi mà lên da của mình thì em nó tiệp hoàn toàn vào da, hít hết vào trên da của mình luôn, không hề lộ ở trên da mình là có chất kem đâu nha các bạn. Khi mà mình thoa cái sản phẩm này lên da của mình á, thì da của mình giống như là nó sẽ được phủ một lớp kem, sẽ được hài hòa hơn. Cái nền của mình nó không có bị kiểu như là bị gọi là sao ta,
không điều màu á các bạn. Đó, cái nền của mình sẽ điều màu hơn nè, rồi sẽ mịn hơn nè, mướt hơn nè, nhưng mà nhìn cảm giác giống như là mình không có cái thoa cái gì ở trên mặt mình hết vậy á. Tini rất là thích cái cảm giác này. Ngoài ra thì bé này cũng che lỗ chân lông cho Tini khá là tốt đó nha. Hai bên má của Tini có lỗ chân lông khá là to nè, nhưng mà em này cũng che hết luôn á. Và cái nền hiện tại là Tini đang đánh cái em này luôn á các bạn. Nhưng mà em này ngoại trừ hai cái ưu điểm đó ra thì những cái khác còn lại thì Tini thấy không có gì gọi là đặc biệt hết. Nó không có che được khuyết điểm, nó không có che, gần như là không có che được nhiều, che chỉ tầm khoảng 3-4% khuyết điểm của mình thôi. Đó, những cái vết tàn nhang hay là những cái vết mụn, những cái thâm nám của mình đó, thì nó sẽ không che được gì hết đâu. Các bạn phải dùng thêm cho khuyết điểm. Cho nên các em này chỉ thích hợp đối với da bạn nào là da đẹp. Bạn nào da có nhiều lỗ chân lông to thì dùng được nha. Nhưng bạn nào có mụn nè, hay là thâm nám hay tàn nhang thì dùng sẽ không có đẹp. Bắt buộc các bạn phải dùng thêm che khuyết điểm thì nó mới đẹp được. Và một điểm về bé này nữa mà mình muốn chia sẻ đến các bạn, đó chính là độ kiềm dầu. Thì em này kiềm dầu mình thấy chưa có phải là quá tốt, nói chung cũng bình thường à. Đó, khi mà mình đánh lên da của mình á, em này nó rất là lỏng, rất là mỏng ở trên da mình, nhưng mà nó không có làm, không có cái hiệu ứng căng bóng, không có bị bết dính da. Đó, cái da của mình khá là khô thoáng, ok. Nhưng mà tầm khoảng hơn tiếng sau thôi là da mình sẽ bắt đầu bị đổ dầu rồi đó các bạn. Nói chung là kiềm không có tốt lắm đâu, tầm khoảng 50% thôi. Và các bạn nên dùng thêm phấn phủ để mà da mình được kiểu như là được giữ cái tông màu lâu nhất nha. Ngoài ra em này xuống tông cực kỳ nhanh luôn á nha các bạn. Tại vì mình thấy á, có thể là do cái chất em này lỏng cho nên là cái độ xuống tông rất là nhanh. Với lại á, em này chỉ có một tông màu thôi, khi mà mới thoa lên da nó rất là trắng luôn. Bắt buộc em này phải xuống tông nhanh để mà nó hợp với tông da của mình nữa. Đó, Tini nghĩ đây có thể là một ưu điểm, cũng có thể là khuyết điểm của cái sản phẩm này á. Ưu điểm là nó sẽ hợp với mọi loại da, nhưng mà khuyết điểm là nó sẽ xuống tông cực kỳ nhanh luôn. Và theo Tini nghĩ á, thì mình nên dùng em này làm kem lót, nó sẽ hay hơn là dùng làm kem nền. Khi mà mình dùng làm kem lót á, thì nó sẽ che được lỗ chân lông của mình rất là tốt nè, da của mình sẽ được rất là mịn nè. Sau đó mình đánh kem nền lên thì kem nền sẽ giữ cái tông da của mình lâu hơn, bởi vì em này nhanh xuống mà, nhanh xuống tông mà. Đó, cho nên là mình sẽ dùng một lớp nền khác để mà giữ cái tông da của mình. Như vậy thì mình sẽ thấy hay hơn á. Tini đã review xong 3 sản phẩm của hãng Olay Lab rồi đó các bạn. Nếu như mà bạn nào thấy thích và muốn nghiên cứu thêm về 3 sản phẩm này thì các bạn có thể tham khảo trên trang HiCharis nha. Và đường link mua hàng thì mình để ở dưới video này luôn á. Ngoài ra nếu như mà bạn nào muốn trị mụn đầu đen tốt, với lại muốn nghiên cứu cái sản phẩm trị mụn đầu đen này á, thì các bạn nhớ nhấn theo dõi kênh YouTube của Tini để mà theo dõi video sau nha. Video sau mình sẽ giới thiệu cụ thể hơn về cái bé này trị mụn đầu đen rất là tốt á. Cảm ơn các bạn đã theo dõi hết video của mình. Bye bye.